Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopKVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B phổ thông của bên nhà Toyota. Và trong cái video ngày hôm nay, thời điểm ngày 28 tháng 8 năm 2023, một vài ngày nữa thôi là kết thúc tháng 8 rồi. Và TopKVN thì cũng vừa nhận được những cái thông tin về thay đổi chương trình khuyến mại dành cho từng phiên bản của Toyota Vios. Và nó là tăng cường giảm thêm về tiền mặt trong những ngày cuối cùng của tháng 8 này. Cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện thì vẫn được giữ nguyên, vẫn được tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh thì thay đổi đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Vios là một chiếc xe hiện tại ở phân khúc cỡ B đang cạnh tranh với cả Honda City, cạnh tranh với cả Hyundai Accent và hiện tại thì đang được phân phối với ba sự lựa chọn, một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động. Cả ba phiên bản đều là sản xuất lắp ráp trong nước và đang được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Với cái dòng xe Vios này thì là một chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên. Chiếc xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và Vios thì là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vậy những ngày cuối cùng của tháng 8 này, bên phía đại lý điều chỉnh cái mức giá bán khuyến mại thay đổi như thế nào thì mình xin phép cập nhật luôn lần lượt như sau. Đầu tiên là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn. Bản này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 479 triệu đồng. Tại thời điểm trước thì đâu đó giảm 10 triệu, giảm 15 triệu. Tại thời điểm này, đại lý có thể giảm về tiền mặt là 27 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. 27 triệu đồng tiền mặt, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng dán kính, tặng trải sàn cùng camera hành trình anh chị nhá. Anh chị chúng ta lưu ý này, cái trong cái mức khuyến mại này mình vẫn để 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây. Vì thực sự một cái chiếc xe mới khi mà mua năm đầu thì thường anh chị khách hàng chúng ta cũng mua bảo hiểm thân vỏ. Thế còn anh chị không muốn lấy bảo hiểm thân vỏ thì cái mức giảm tiền mặt có thể nâng cao thêm một chút. Nâng cao như thế nào thì anh chị hãy cứ gọi cho cái số line ở góc trái màn hình này. Tùy từng phiên bản sẽ có mức quy ra tiền mặt được bao nhiêu. Vậy thì bản E số sàn giá bán còn 452 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 479 triệu. Ở Hà Nội là 504 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 499 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 479, ở Hà Nội là 504 và thành phố Hồ Chí Minh là 499 theo phương án trả thẳng. Mức giá lăn bánh này đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ, có tặng dán kính, có trải sàn, có camera hành trình. Nói tóm lại là lấy chiếc xe mới với mức giá này thì khi chúng ta đi xe về nhà chẳng phải sắm thêm hay mua thêm cái gì nữa anh chị nhé. Phụ kiện cơ bản đã có rồi. Trả góp của bản E số sàn thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 118 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 142 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 138 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 118, Hà Nội là 142 và thành phố Hồ Chí Minh là 138 theo phương án trả góp số sàn của Toyota Vios. Tại thời điểm này thì số sàn của Vios vẫn là một chiếc xe có thể nói là chiếm trọn phân khúc sedan cỡ B cho số sàn chạy công việc, chạy dịch vụ luôn. Vì option của Vios này chẳng thiếu gì luôn, kể cả phần công nghệ đèn tuy là số sàn nhưng cũng sử dụng dạng bi LED rồi anh chị ạ. Tiếp theo phía trên số sàn đó là Vios E CVT bản số tự động 3 túi khí với mức giá niêm yết là 528 triệu đồng. Thời điểm trước thì đâu đó cũng giảm 15 triệu, bây giờ giảm 28 triệu đồng tiền mặt, vẫn có tặng bảo hiểm thân vỏ, vẫn có tặng dán kính, có trải sàn, có camera hành trình. Giá bán xe còn lại của bản E CVT này là 500 triệu đồng tròn. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 530 triệu, ở Hà Nội là 555 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 550 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 530, Hà Nội là 555 và thành phố Hồ Chí Minh là 550 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Nhiều anh chị chúng ta sẽ phân vân giữa bản E CVT này của Toyota Vios hay là lấy Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Mức giá của nó có thể nói là sát gần y nguyên như nhau. Chiếc xe Accent hình như là đắt hơn 5 triệu, Accent đang bán là 505 triệu, còn Vios E CVT đang bán là 500 triệu đồng tròn. Đấy, quan trọng là chúng ta lựa chọn theo cái thương hiệu nào. Thế còn so sánh về option thì Vios E CVT tuy là phiên bản tiêu chuẩn thôi, nhưng option của nó cũng không thua kém gì cho với cả Hyundai Accent phiên bản đặc biệt anh chị ạ. Phần đèn của nó còn là dạng đèn LED luôn rồi cơ. Trả góp của bản E CVT này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 133 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 158 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 153 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 133, Hà Nội là 158 và thành phố Hồ Chí Minh là 153 theo phương án trả góp anh chị nhé. Sự lựa chọn thứ ba đó là Toyota Vios phiên bản G, bản trước mắt quý vị các bạn đây.
Bản G của Vios thì đang có mức giá niêm yết là 592 triệu đồng. Bản này vẫn duy trì giảm về tiền mặt là 30 triệu đồng tiền mặt. Vẫn có tặng bảo hiểm thân vỏ, vẫn có tặng dán kính trải sàn cùng camera hành trình. Giá bán còn 562 triệu đồng. Vậy thì Vios G đang bánh ở tỉnh là 595 triệu. Ở Hà Nội là 620 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 614 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 595, ở Hà Nội là 620 và thành phố Hồ Chí Minh là 614 triệu. Trả góp của bản G Vios thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 150 triệu đồng. Hà Nội tối thiểu sẽ là 171 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 170 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 150, Hà Nội là 171 và thành phố Hồ Chí Minh là 170 theo phương án trả góp. Đó là ba mức giá của ba phiên bản, trong đó có bản E số sàn của Vios và bản E CVT thì tăng cường khuyến mại thêm giảm giá rất là tốt tại thời điểm những ngày cuối của tháng 8 này. Và theo mình nghĩ nó cũng có thể là chính sách của đầu tháng 9, vì tại thời điểm này thì có lẽ là số lượng xe của Toyota Vios đâu đó cũng đã có cái sự điều chỉnh, cái lượng xe nhập được về nó nhiều hơn, cho nên là bên đại lý đã điều chỉnh mức giá như thế này. Anh chị chúng ta quan tâm theo dõi và đang có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử, nhờ quý chị các bạn hãy gọi cho cái số line ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Miền Bắc thì quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.